Đó. Hôm nay thì chú Việt đang chuẩn bị quay một cái clip về một cái món cá thật là ngon để giới thiệu cho các bạn xem cho vui. Nhưng mà nhìn cái background phía sau đó, nó khá là đơn điệu, cho nên là quyết định cắm một bình hoa ở phía sau này thật là đẹp, để cho cái video của mình nó nhìn nó sinh động hơn, nó đẹp hơn. Đây là những video mà mang tính chất giải trí thôi, nhưng quan điểm của chú Việt đó là tôn trọng người xem, làm sao cái video của mình nó xuất hiện được trọn vẹn nhất, được chỉnh chu nhất ha. Cho nên các bạn ngại gì mà không cho chú Việt xin một tim nào. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem quá trình chú Việt cắm cái bình hoa thật đẹp này nha. Cách đây khoảng hơn một năm thì chú Việt có ra phía Tây Bắc đi thăm anh em bạn bè ngoài đó, và gặp rất là nhiều bà con người ta bán những cái bông hoa chuối đỏ này. Chợt nhớ một cái câu thơ đó là: rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh cài thắt lưng. Của nhà thơ Tố Hữu ha, đúng không các bạn? Và cho đến lúc đấy thì mới biết rằng là hoa chuối đỏ là hoa chuối này, chứ không phải là những cái hoa chuối mà chú Việt thường thấy ở Tây Nguyên. Thì hỏi anh em bạn bè thì anh em bạn bè cứ nói là thôi cứ đem về trồng thử. Và đến bây giờ thì được một năm rồi các bạn, nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu cứ để nó ở ngoài vườn thế này thì không ai được nhìn ngắm cái vẻ đẹp của một bông chuối thực sự rực rỡ như thế này được. Cho nên quyết định cắt đem nó vào. Một phần là làm cái background, một phần nữa để khách đi ra đi vô, họ nhìn thấy những bông chuối rất là lạ lắm này. Thật là đẹp, thật là quen thuộc với anh em Tây Bắc, nhưng với người Tây Nguyên tụi mình đấy, những cái bông chuối này nó rất là lạ các bạn ạ. Được có 3 cái thôi, cắm vào một cái ghẹt cũ. Sẵn trong vườn có rất là nhiều bông thiên điệu nữa, chú cắm vào điểm nhấn thêm cho nó. Và đã có một bình hoa rất là đẹp như thế này rồi. Rồi, xin mời các bạn cùng đón chờ video tiếp.